Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 26 tháng 4 trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Ngày 27 tháng 4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước đêm 25 ngày 26 tháng 4. Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Nam 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 26 tháng 4 năm 2024 cho các tỉnh thành phố trên cả nước.